Ok, hello chào các bạn. Chào các bạn. Ok các bạn nhá. Bây giờ là chuẩn bị đến một cái khoảnh khắc, gọi là cái khoảnh khắc rất là đặc biệt. Đấy, khoảnh khắc đây là khoảnh khắc anh em mình sẽ đi đón một người cũng rất là cái đặc biệt. Đấy. Cực kỳ đặc biệt. Cực kỳ đặc biệt của team luôn nhá, không phải là của cá nhân ai đâu nhá. Của một một người anh em trong team. Đây, thì là cái người đặc biệt đi đón người đặc biệt đây. Và giới thiệu các bạn, đây là Ok, hello chào các bạn. Mình là Thủy Nhân. Nguyễn Thiện Nhân. Và phu nhân của anh Nhân là sẽ chuẩn bị hạ cánh tầm 30 phút nữa thôi. Là sẽ hạ cánh xuống đây mà bây giờ là anh em đã mọi người đang chuẩn bị sắp xếp xong hết rồi. Bây giờ chỉ việc đi đón thôi. Nhưng mà hôm nay nhỉ, 6 giờ sáng anh Nhân đã dậy rồi. Ngủ đâu, đêm qua ngủ đâu, 5 giờ sáng, lục sục suốt cả đêm qua, đôi giày này, anh Nhân mượn mình cái gọi là khăn ướt, cái bàn chải để đánh. Đấy. Không thì như này, không chơi xe bên kia đâu. Đôi giày to. Anh Nhân đi đôi của em. Mình đang mượn đôi giày để chuẩn bị ra sân bay nhìn cho lịch sự một tí các bạn ạ. Đây, anh Nhân đi đôi giày vừa. Ok, đây. Đây bên trong đấy. Anh đi đôi này của em đấy. Là sẽ chuẩn bị bật mí cho các bạn nhé, một cái màn đón vợ là lãng mạn nhất từ trước đến nay. Siêu đặc biệt. Siêu đặc biệt các bạn nhé. Được phê đấy nhỉ? Vừa không? Vừa. Nhưng mà tất trắng, bỏ tất ra, chúng còn tí tất rồi. Tí tất rồi đấy, em có tất trắng mà. Vâng, đấy tất trắng. Thế bây giờ là mình sẽ đi thay đồ. Xong là các bạn xem đặc điểm nó làm nhá. Vui lắm đấy các bạn ạ. Mọi người chờ nhá, cái màn đón vợ này là anh Tiến ủ mưu cả đêm qua mới để cho anh Nhân tạo bất ngờ cho vợ đấy. Cực kỳ lãng mạn, đón vợ theo phong cách châu Phi. Rồi, ok, bạn thấy không? Hôm qua là phải đầu tư cả một cái quần này để cho giống anh Nhân nha các bạn nhé. Tí nữa là ra sân bay là hai anh em là sẽ ăn mặc trang phục giống hệt nhau đây. Đấy, bạn gì đâu, tặng người là cũng như nhau. Hôm qua là đi cắt tóc là phải giống nhau đấy mọi người ạ. Giống nhau, đấy, để tí nữa là xem là vợ của anh Nhân là sẽ chạy ra ôm ai nha. Chỉ có khác nhau là kính thôi, kính mắt thôi, khẩu trang thôi. Đấy, khẩu trang. Kính mắt đấy cho anh cái kính mắt này, khẩu trang này, mũ này. Giày thì ngon rồi, giày cũng đã chuẩn bị rồi các bạn. Đây. Thấy không? Là tương đối tương đông đấy các bạn ạ. À. Tí nữa phải giọng nói nữa anh ạ. Không, đấy, không đấy là không nói. Không im lặng mà. Không nói luôn. Im lặng luôn. Ui giời ơi. Lúc đấy bọn em sẽ bảo là ôm anh Tiến đi, chị ôm không, anh không. Tiến đi. Không, để tự nhiên. Này là sẽ để tự nhiên để xem có nhận ra để ôm ai không. Thế hai người cứ đứng như này đúng không? Cứ đứng giang tay ra này thôi. Đứng giang tay ra thôi. Có phải tháo đồng hồ không anh? Hả? Có phải tháo đồng hồ không? Đâu, cái này để cho các bạn nhận biết đây là anh. Còn vợ anh ấy là sẽ là không biết, đeo kính là vợ anh sẽ không biết. Anh thử đeo vào xem nào. Khẩu trang mũ vào cái là được anh. Đây anh ơi. Khẩu trang này, ui. Mũ, hai mũ đen. Mũ đen đây. Mũ đen. Một cái nữa ở ngoài xe. Đúng rồi. Đấy. Nhìn ngầu phết đấy nhỉ. Nhìn ở trong trong này vừa giống không? Giống lắm. Nhưng mà hai anh cùng đội mũ chứ. Một cái mũ ở ngoài xe mà, một cái nữa ở ngoài xe mà. Ồ, con gái ngoài xe không? Hay là đây? Nhìn này giống vệ sĩ. Nhìn giống vệ sĩ quá. À cũng được. Giống nhau đấy. Không nhận ra được. Có nhận ra không? Không một tí nào. Có đấy, có đấy. Không. Có đấy. Mình sẽ là đeo kính vàng nhé. Đấy, kính vàng. Rồi, anh em đâu kính? Alo. Giống thật đúng không? Giống lắm đấy ơi. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Không, phải như này để kia. Đã hy sinh thì nghệ thuật. Không, tí đổi đồng hồ mà. Bỏ đồng hồ ra. Nào, ok. Được chưa? Ok. Đấy, giống rồi, thôi bây giờ mình ghi thôi nhỉ. Ừ, ok. Tí nữa mà vợ anh ôm em là anh coi như là xong. Đấy. Cái này là đang chô vợ của anh Nhân luôn nha các bạn nhé. Kịch bản và các thứ là anh em đã thống nhất với Nhân là lên từ hôm qua rồi. Đấy, rồi ok, bây giờ mình ghi thôi. Khoan, giờ mình đi ra sân bay đi cho kịp anh ạ. Ok em.
Ok các bạn nhé, thì anh Nhân bây giờ là cũng sẽ chia sẻ một cái vài điều về người vợ của mình đấy cho các bạn biết. Thì phỏng vấn nhé, mình phỏng vấn anh Nhân luôn nhé. Thì là anh Nhân thì là bao nhiêu lâu rồi chưa về Việt Nam? Anh đợt này lâu đấy, 5 năm rồi anh chưa về. À, đấy các bạn ơi, thì có nghĩa là 5 năm rồi là chưa gặp vợ nhé, hai vợ chồng là chưa gặp nhau trong vòng 5 năm rồi. Thế anh có hay gọi điện về cho vợ không? Cái vấn đề gọi điện thì đó là thường xuyên rồi em. Thường xuyên gọi về rồi, không biết như này, không biết hai anh em mình như này liệu không biết có nhận ra không nhỉ? Không, nhưng mà bịt hết mặt rồi gì anh? Bịt mặt với đội mũ rồi mà, tại vì gọi điện thì mình làm sao nhìn được hết cái cơ thể của mình ấy. Đúng rồi. Cái hình dáng cơ thể của mình ấy. Thế nên là cũng khó đấy nhỉ. Tập này là tập hơi bị đặc biệt dành cho vợ anh Nhân. Đấy. Tí nữa mà ôm nhầm cái là mình rất là sợ. Xem có vượt qua thử thách nhỉ? Không vượt qua thử thách, bản thân ngồi như này cũng khó. Nếu mà hai anh em mà không lên tiếng thì cũng chắc sẽ khó để phân biệt được ai là Tiến ai là Nhân các bạn nhá. Sợ nhất trời. Ai này ra đi này. Chỉ cần anh hợp tác là được. Đây là một cái món quà để dành cho vợ anh Nhân khi lần đầu tiên nhá. Đặt chân sang Châu Phi. Châu Phi đấy. Cũng là vì đợt này anh Nhân là cũng bận về việc giúp đỡ bên nông nghiệp. Nên là chị là cũng muốn chia sẻ công việc với anh Nhân, đâm ra là chị vợ anh Nhân đấy là cũng sang bên này để chia sẻ công việc đấy. Nếu mà vợ anh Nhân ấy mà có chọn nhầm anh Tiến ấy thì em sẽ có một món quà đặc biệt tặng đến anh Nhân. Em sẽ dành một món quà đặc biệt tặng đến anh, hứa danh dự. Rồi ok, còn tình tiết như thế nào thì là các bạn là chờ một nát nữa ra đến sân bay. Đấy, thì lúc đấy là mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Yeah, rồi ok, đi thôi. Đông Bao Lù xem là với cái tình trạng này là có nhận ra không nhá. Lúc đấy gọi cho Linh thì không, Linh không nhận ra được. Làm gì đây? Đang gì đây? Alo? Đang gì đây? Hả? Thế đi trả lời đi, gì hở gì? Ai đấy? Tiến. Tiến, Tiến đây còn ai đấy? Ơ. Hả? Đây mà, Tiến đây mà. Hả? Tiến đây. Hả? Mũ Tiến tu ti, nhưng mà đây là Tiến hay anh Nhân? Tiến tu ti đang lái xe. Biết rồi, mũ Tiến tu ti rồi đấy. Nhưng mà đây ngồi trước mặt đây là Tiến hay là anh Nhân đây? Anh Nhân. Hả? Anh Nhân còn ai? Trả lời rõ. trả lời vì rõ ràng chứ đi. Anh đây. Mọi câu trả lời nào? Anh đây. Ui giời. Anh Nhân. Anh Nhân đây mà. Đây chị ngồi bên ở đây. Đâu? Chị ngồi một bé đến đây, chị làm cho cái tay đéo ngồi chẳng. Ừ. Con vào chưa? Rồi. Đấy, Nhân đây, chị bảo là đừng hút tôi đi, Nhân đi. không phát hiện được luôn. Thế là ông bạn vàng cái này đã học rồi. Áo đấy. À. Hả? À, được không? Hai người giống nhau không? Giống từ trên xuống dưới luôn này. Thâm gì? Hả? Làm sao mà nhận được? Hãy gọi lại nhá. Làm lại nhá. Hả? Thôi à? Ơi, đang ra sân bay. Đang ra sân bay. Ra sân bay à? Ừ. Xuống thôi, máy bay hạ cánh thôi. À. Ừ. Nghe mấy anh em kêu đang tiến đường ra. Đón chị em về luôn đi. Sao mai? Mai. Mai về bên ngay cho khỏe. Mai để lấy đồ. Mai để nghỉ ngơi lấy đồ đây đặt đã. Gọi là Ademi. Nha. Sáng mai về. Ademi. Thôi thế thôi nhá. Tưởng thế nào có ra là Đông Bắc ảo không?
Xin chào các bạn. Ok, nhà mình đến sân bay rồi nhá mọi người nhá. Giờ đưa hai anh vào để đón vợ anh Nhân đi mọi người ạ. Hồi hộp không anh? Just a minute, I was in there. Oh, yeah. Bây giờ là 3:30 rồi mọi người ạ. Đang chắc là bây giờ đang vào test nhanh mọi người. Test nhanh thì khoảng tầm đến 4 giờ. Nhanh thì 4 giờ là ra. 4 giờ ra. Đợi hàng các thứ nữa là đấy, anh Nhân hồi hộp nha. Nói chung là chỉ có các bạn xem từ đầu mới nhận ra mình thôi nhá. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Ở đâu cũng là không bao giờ nhận ra được, không ai nhận ra được. Khó đấy, khó nhận đấy, khó luôn. Mới chỉ nhận qua cái mũ với cả đấy thôi. Mũ được tính thôi thì khác nhau thôi. Nhìn cái mũ thì biết, nhìn cái mũ mới cả cái đồng hồ này là biết ngay. Đấy là khán giả là xem quen rồi thì mới biết, còn nếu không là không mọi người xem từ lúc đấy đến giờ mới biết được, còn là không ai biết cả. Anh Nhân này, đón vợ đi. Đấy, đem đẩy cho, em đẩy cho. Con nhận ra hay vậy? Con nhận ra được. Con nhận ra hay vậy? Hả? Ngụy trang như thế mà vẫn nhận được ra các bạn ạ. 5 năm rồi. Có ai giúp được nhận ra được hay nhỉ? Hay nhỉ? Mình cứ tưởng lao vào ôm mình luôn. Đã ôm cái này, đã ôm lại cái nào, tôi bảo ý cho là ôm lại được cái chuyện đấy là ôm lại. Ôi 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 Kéo rồi. Nhưng mà chị nhìn vào cái gì mà chị nhận ra được? Hả? Nhìn vào cái gì mà nhận ra được? Hả? Lúc đầu ngập ngừng rồi, đúng là ha, lúc đầu mình thấy không, tức là dừng lại để ngập ngừng, nhưng mà nhìn thấy là lách anh ra để phi vào anh Nhân. Lách, anh nhìn thấy quả lách được không? Lách một phát là vào mình, anh mình thấy luôn. Ngập ngừng rồi, mình quả này là dính đòn dính trưởng rồi, hiểu không? Nhưng mà không hiểu sao lại lách ra gặp anh Nhân là được giỏi nhỉ? Đây vị khách đặc biệt mà hôm nay đang đón được rồi nha các bạn nhá. Đấy là vợ của anh Nhân đây, mặc áo cờ đỏ sao vàng đi phát gạo đây. Bao nhiêu kế hoạch là cuối cùng là bị đổ xuống sông xuống biển hết. Em bảo rồi, vợ chồng nó có một cái dây gọi là liên kết rồi. Linh cảm đúng không? Đấy, nó có một cái sự linh cảm. Không. Anh không lừa được. Lúc nãy em thấy anh Nhân đung đưa ám hiệu như này. Chắc anh Nhân ám hiệu em mọi người. Đây vào xem mình nghe bạn. Bị thiếu mất 2 kiện hàng đấy các bạn ạ. Hai kiện hàng. Thế là lại phải ở lại đây ngày mai mới
Vâng vâng, em vừa nghe chị nói rồi, cũng mở điện cho anh để cảm ơn anh trong về cái những cái đấy để anh em chuyển khoản cho anh nhá. Dạ dạ dạ, vâng, em chào anh. Không động đậy luôn. Gì ôm cái ai lấy mất mà sợ, cứ giữ khe khe đấy nhỉ. Hả? À, với châu kìa, giữ cả hai thế tay mà, luôn kìa. Thế mà có ông nào giơ tay ra nhỉ? Đinh ăn trộm nhỉ? Mình có giơ tay đâu. Chưa kịp giơ tay. Nhưng mà làm sao mà giờ chị nhận ra được? Vẫn cái câu hỏi lúc nãy là hỏi lại cái này. Khác mà. Sao khác kiểu gì nhỉ? Khác nhiều ấy. Nhiều. Là mình mất tiền mua cái quần này, đấy. Mua đôi giày này, mua cả tất này, giống hệt luôn này. Cái dạng đứng đó chị nhận biết rồi. Nhưng mà đứng yên mà có thở đâu. Cái dạng đứng ấy, lúc nãy em thấy là anh là đứng vắt chéo chân, đó, ra hiệu với nhau à, thế đứng theo kiểu chữ nhân. Nhưng mà đúng nhất là chị nhận ra chứ không phải vì hiểu gì. Đúng rồi, vợ chồng mà nhìn phát là phải ra luôn. Thần giao cách cảm. Dạ. Bọn em là bàn tính đủ cách để không nhận ra rồi đấy. Đổi các kiểu ấy, các cả. Kịch bản, các phương án đều đã được đưa ra rồi, thế mà đấy, dùng thế mà vẫn toang. Lăn lách cũng dùng chung một mùi. Tất tần tật đều dùng chung một mùi hết. Dùng cả lăn lách chung luôn. Thôi tí nữa là anh Nhân tắm rửa rồi là tối nay đi ngủ sớm nhá. À đúng rồi, bị hai kiện hàng ở bên trong là bị mắc ở bên trong không lấy ra được các bạn ạ. Sẽ mất thời gian đấy. Mai lại phải về muộn rồi. Anh phải đọc câu thần chú. Này không đủ sức rồi anh ạ. Ảo thuật bạn ạ. À, rồi. Đã về đến nhà rồi nha các bạn nhá. Rồi là để anh Nhân lấy đồ đạc ra các thứ rồi là tắm rửa sạch sẽ nhanh hơn nhá. Ok em. Hôm qua cà móng rồi. Sạch sẽ rồi, chân tay là sạch sẽ rồi. Hôm nay là tắm thêm gội đầu nữa. Các thứ đấy. Đó là để hoàn thành nhiệm vụ trong 5 năm xa cách nhá. Hôm nay là anh phải hoàn thành nhiệm vụ ấy. Mình đi 7 giờ tối là đi ngủ lắm, đầy lắm. Ôi, cái này đi rồi. Em ngày trước nào mình chủ bạn mà. Ở đây, thôi để bà ấy ra rồi, ôm vợ đi. Đó, thế. Anh chưa ngủ, anh đấy. Ôm vợ đấy. Nhân vật chính ngày hôm nay mà để cho đi kéo đồ nữa thì hỏng, đúng không? Thôi mà đi kéo cày. À, đi xa các bạn, để cho máy quay đi đồ trước đã, đi nhanh để cho nó đỡ lại ấy. Chia sẻ tình cảm thế nhỉ? Quá tình cảm. Năm năm rồi chú. Năm năm rồi tiếp tiền. Tình cảm đến nỗi mình nổi ra gà luôn này các bạn này. Ngoài. Đang đồ ăn bỏ đây em ngồi kia. Đây anh em có về đây hôm nay không về. Chào bác, hiểu đi đâu quá mấy giờ. Nào, xả đi kia đây. Đây anh em ơi, phòng rồi, ok các bạn nhá, đã sắp phòng luôn cho cả vợ chồng anh Nhân ngủ đây rồi. Bây giờ là anh em đi tắm rửa rồi là đi công việc nữa, tiếp theo công việc nữa nhá. Rồi, ok, chào các bạn. Ok, chào các bạn.